biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Anh Tú chọn em nha. Anh là đội trưởng nhá, anh sẽ chọn em đầu tiên. Nhớ nói nha. Các bạn thân mến, và luật chơi của vòng tiếp theo như sau. Chúng ta sẽ có một bài thi solo từng cá nhân. Tụi em ơi, vũ trụ có sắp đặt hết. Đã cùng bầu khí quyển là thượng đi một đường thẳng. Chúc mừng em. Hội trưởng thứ tư Quang Hùng Master đi. Em ráng quá ta. Đây rồi. Đây rồi. Dạ. Thấy không, anh đã nói em là con của chủ tịch rồi, kế bên là anh thấy là nó có cái điểm rồi. Điểm đấy. Điểm hả anh? Trời, điểm rồi. Ôi sao cái hàng này mà ba đội trưởng, cái sao cái hàng này nó mạnh dữ vậy? Cái hàng này nó hay quá. Thế là còn mình em, anh ơi, em sang bên này. Bên thú y nó quậy quá. Em sang bên này. Lọ. Đổi nước phúc. Đổi nước phúc sang dùm. Phúc sang dùm đây. Ngồi dùm. Thì thực ra em không biết nói gì nữa, là bây giờ thấy kiểu anh em nhắm làm được không, làm được anh chuyển người khác à, không em làm. Sao được em rung quá vậy? Em rung quá, mới lần đầu được nó, em có bỡ ngỡ gì không? Em thật ra thì em có bị hồi hộp không? Cũng hồi hộp anh ạ. Không, nhưng mà âm nhạc sẽ làm em vui hơn. Em bật lên lại không? Đúng rồi, chuẩn xác. Bùng lên, cứng lên. Bùng lên, cứng lên. Nhớ nha. Em khi mà em bị vào cái chuyện mà bị áp lực á thì em sẽ kiểu bùng mạnh mẽ. Cứng lên. Dạ, đúng rồi. Lần này là lần đầu làm, cũng là lần cuối luôn á. Có cần gì chia sẻ anh? Không, nói chung là lần đầu thì dễ top 1 lắm anh ạ. Dạ, dạ, đã chấm dứt. Dương đi cùng anh, cầm vali anh Dương. Dỗi phết. Captain nó giữ cái vai kìa. Nhìn Captain nó giữ cái vai ghét không? Anh ơi, đủ rồi anh ơi. Ok, cũng đủ người rồi. Anh phổ biến chút. Anh thí dụ em hỏi, nếu mà công ty mình bắt đầu đưa cái quy chế của công ty mình á, ví dụ như là có những người, có nhân viên bọn em mà không thích, bọn em có thể đình công được không ạ? À, không nên. Không nên anh? Được chứ mà không nên. Tại vì nó ảnh hưởng đến số phận tụi em nhiều lắm. Một khi em bước vô công ty tôi đâu phải em muốn bước vô rồi, muốn bước ra là bước ra. À. Em nhìn, em phải nhìn cái mặt của cái người ở đó là ai, em hiểu không? Dạ. Sống mới biết điều. Dạ, đúng. Đúng. Được, dừng được chứ phải không, mà không nên thôi. Dạ, ok, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Nhẹ thôi. Dạ. Hai đàn em đứng lên cho nó thấy mặt mình cái. Đó, anh nói nhẹ thôi để em hiểu. Dạ, em hiểu mà. Ok. Dạ. Bớt nóng. Bình tĩnh đi. Anh ngồi xuống đi. Hai bảo vệ. Hai bảo vệ. Ok. Này giống như nằm dùng vậy. Bây giờ anh xin được giới thiệu với các em. Chết rồi, tôi lây bệnh cho sếp. Chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ. Thú y. Thú y đâu? Anh thú y. Thú y đâu? Lên chết. Cho một mũi. Chăm sóc sức khỏe. Anh cảm ơn em. Em thú y, lát em chữa con kia sao? Dạ. Em không cần chữa con này. Sao con đây? Này còn khỏe. Anh bị sao cứ gọi em nhé. Ừ, cái dạ. Con nào mà ấy anh kêu em. Em hay phóng lên quá. Cái thằng heo khe thì không lo. Xa quá anh ơi. Xa quá phải không? Anh ơi, em nghĩ là heo khe trá hình đó. Ta ho quá trời, không trá hình lên đó. Ừ. Em nghĩ là cái... Ủa em làm bên bang gì vậy? Em bán bảo hiểm hả? Thấy cái bà này chắc bên làm nail quá thiệt á. Không có. Trời em ơi. Mới làm nail đó chứ mới heo khe gì đâu. Trước đó em có làm nail nhưng mà sau này em phát triển lên làm heo khe. Có không? Đúng rồi. Rồi. Chào mừng các bạn đến với công ty đầu tư International Anh Trai C2. Học xuất. Đầu tư. Hóa ra là công ty đầu tư. À, công ty chúng tôi chuyên đầu tư vào các talent. Để đi tìm kiếm những tài năng trẻ. Nói chung là những bạn có năng lực trong cuộc sống này để giúp công ty phát triển. Và chúng tôi sẽ có ngày hôm nay các em là những người tinh túy đã vượt qua hàng ngàn thí sinh trên toàn quốc để có mặt ở đây. Cho nên là chúng tôi sẽ dành bào chế cho tụi em một cái suất đặc biệt để tụi em có những vị trí tốt hơn cho cuộc sống của mình. Yeah. Ok. Sao vậy? Được rồi. Sợ quá, ngồi thu hồi nồi xấu sợ quá. Hợp lý không? Hợp lý. Em đang hợp, em nấu riêng cái gì vậy? Ồ, dạ không ạ. Nói dạ. Chuyện ngoài giờ. Em hay nói chuyện ngoài giờ. Ghi sổ lô bài lên. Sử đi, hai bảo vệ. Bớt nóng lại. Anh năn nỉ tụi em luôn, bớt nóng lại. Em cẩn thận, nó quýnh em chết. Dạ, em xin lỗi. Dạ.
Không, em hứng thú quá, em hứng thú quá. Em nghe thẻ em hào hứng lên liền. Em qua em rủ đi chơi liền. Đi chơi liền quá. Đi chơi liền. Sao em rủ bạn đi chơi vậy? Dạ. Người ta mới gian díu với con nhỏ kia siêu xong rồi em qua em rủ. Tại vì nó là gu em. Trời ơi, ghê quá. Thôi thì càng nói càng sai rồi đó. Gu anh mặn quá vậy. Trước mặt các bạn là hồ sơ của cá nhân các bạn. Có tên, tuổi và thứ hạng qua tất cả các vòng thi cùng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mình. Mời các bạn cùng xem qua. Wow, coi nhục chết. Trời ơi, trời ơi. Tụt dần đều thế này. Ô, dễ thương quá. Sao dễ thương vậy? Chỉ có ba tốt rồi đúng không cụ? Ừ. Quá chuẩn. Trời đất ơi. Có ai có ý kiến gì không ạ? Em thấy em đẹp quá anh ạ. Đẹp quá đúng không? Em đẹp quá. Sao Eric, em thấy sao? Trời, em thấy hoài niệm quá à. Hoài niệm quá đúng không? Có ai thấy bất mãn gì không ạ? Cậu Ngơ đẹp quá này. Em thấy em trẻ lên từng ngày anh ơi. Trẻ hơn từng ngày. Ừ đúng rồi. Tiến hóa ngược. Thật ra thì cái đó nó vẫn không quan trọng bằng cái này. Wow. Đây là điểm số của các bạn sau vòng Live Stage 4. Ôi giời ơi. Và cũng là thứ hạng cá nhân của từng người. Hợp quá. Cho tôi xin các bạn một điều là đừng cho người đối phương biết thứ hạng và điểm của mình, bởi vì nó lại tiếp tục gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta. Wow. Trời ơi. Ông liếc bài bạn. Tạm lời chia tay nhau nha. Xung quanh là địch. Sếp cũng cần em phụ chia ông sếp. Dạ. Em nên chia cho tôi. Dạ vâng, nữa. Em phụ cho sếp. Xem trộm đấy sếp ơi, xem trộm đấy sếp ơi. Không. Chơi đàng hoàng mà. Liêm khiết mà, một đời liêm khiết mà. Một đời liêm khiết. Mình đợi mọi người coi chung đúng không ạ? Em xin. Em xin anh ạ. Coi chung đây đâu, có anh. Thầy ơi, phát đề lẻ lên thầy ơi. Đây đây đây, có ngay, có ngay. Anh Sinh ơi, anh Sinh đi lấy lên anh Yên. Tôi là giám đốc mà anh ngồi đấy à? Tôi cho em coi tấm này. Đây, bác sĩ Thú Y. Bác sĩ chỉnh hình. Bác sĩ chỉnh hình. Ta chỉnh hình mà là Thú Y. Dạ, Thú Y dưới. Nhiều bác sĩ quá, công ty gì mà lắm bác sĩ quá. Ủa, công ty bác sĩ không. Chú đào quá, chú đào quá. Rồi mình được xem chưa? Tôi xin được công bố trong mật vụ của chúng ta lần này sẽ có 4 đội trưởng mới. Oh, wow. Và 4 người đội trưởng đó sẽ lập team, mỗi team 4 người. Oh. 46. Và 4 người đội trưởng đó là 4 anh trai có điểm số cao nhất Live Stage 4. Wow. Rất xứng đáng. Không thể bàn cãi. Bút anh nha cái tiếp. Không có đâu. Trời ơi anh ơi. Em một lần may mắn thôi anh ơi. Nè Gip. Chọn anh nha em. Nè Gip, chọn em nha. Chọn anh đi, sắp đến sinh nhật anh rồi. Tôi đã nhìn ra được một vài gương mặt. Tôi đã nhìn ra được một vài gương mặt rồi. Anh Tú chọn em nha. Anh là đội trưởng nhá. Anh sẽ chọn em đầu tiên. Nhớ nói nha. Các bạn thân mến, và luật chơi của vòng tiếp theo như sau. Chúng ta sẽ có một bài thi solo từng cá nhân. Wow. 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 Thời tới rồi. Thời tới. Chúng tôi muốn các bạn chứng minh thực lực ngay lúc này. Chơi. Ok. Yes sir. Yeah. Rồi ai lên trước đi. Yeah. Anh bảo ngay lúc này. Đấy. Dạ. Oh yeah. Thì sao em ơi? Em bình tĩnh em ơi. Tới tôi dặn em đó. Bạn này hung hãn quá. Bạn này bị hung hãn nè, bạn này hay bị rối á. Dạ bị sợ lắm anh ơi, ngồi cạnh bị sợ lắm. Em bình tĩnh lại em ơi, cái đầu em vàng dần lên rồi. Ngoài bài thi solo, chúng ta có điểm cá nhân từng người, thì sẽ có bài thi nhóm chắc chắn. Và bài thi nhóm
4 đội sẽ đấu trực tiếp với nhau. Như vậy là chúng ta sẽ có 2 bài tập cho mỗi một nhóm, đúng không ạ? Bài tập cá nhân và bài tập tập thể. Ok, định mệnh rất rõ ràng. Sapanta ngồi cao. Ôi, đội ơi. Trưởng Atus. Trời ơi, chọn tôi đi. Oh my god, giỏi quá anh ơi. Trời ơi, không cãi được, không cãi được, khó cãi quá. Anh nghĩ là bộ đồ nó liên quan đến vận mệnh với lại số phận của mình em ạ. Dạ, cảm ơn anh. Nói chung mà em hợp lý đó. Dạ, hay quá. Cảm ơn em nhé. Có gì cần gì bảo em nhé. Ừ, có gì anh hỗ trợ em sau. Để em đâu, để em lo. Ra dáng quá. Đội trưởng thứ hai. Quang Hùng. Isaac. Quang Hồng. Hiếu Hài. Leo Leo là người đầu tiên bước vào phòng. Hay quá. Chiêu cố. Lấy. Lại phải intro thôi. Mời em về. Sao em thấy có coi ra gì không? Em cũng chúc mừng thôi. Chúc mừng thôi. Thực tế rằng là giám đốc hay là phó giám đốc thì nó cũng chỉ là phó giám đốc và giám đốc thôi. Còn em thì là con trai của chủ tịch. Được đến đây tại vì là gia đình em không muốn là em ngậm thìa vàng từ nhỏ. Nên là muốn em phải vào những công ty của gia đình mình thực tập. Là để lao đầu ra công việc. Dạ vâng. Để biết mùi đời là gì. Dạ đúng. Và để dập bớt những cái đứa mà nó gái, phải không em? Em cũng không dập đâu, em cũng sẽ cùng bạn ý đưa bạn ý lên nhưng mà vẫn phải dưới em. Trưởng phòng này bắt đầu rén rén nữa nghe con chủ tịch. Ok. Rén con chủ tịch bắt đầu rén rén nữa sao? Rén á. Đội trưởng tiếp theo. Không, anh bắt tay vui thôi. Sao mà giám đốc sao? Hồi hộp quá giám đốc. Ta thấy nó đẹp trai, bắt tay nó. Thấy nó chân thành quá. Bắt tay nó. Bác sĩ. Cũng chưa. Trời ơi sao mà Pháp Kiều. Muốn làm đội trưởng không? Dạ cũng muốn, cũng tham vọng, cũng tham vọng đó. Không? Một lần nữa. Leo Leo Hiếu thứ hai. Phát Trung Quốc hả? Mấy anh em coi chừng tôi. Kỳ này mấy em chết với tôi. Chết đi thôi. Solo rồi, dạ rồi. Ok. Rồi, ok. Hiếu ơi, cho anh vào nhóm đi Hiếu. Được không? Em thấy cảm xúc em sao em? Được không? Dạ, cảm xúc của em thì cũng không có lạ lắm. Tại vì em làm cũng quen rồi. Mấy anh em này cũng... Ba đường, lây qua đường nào mà lẹ vậy em? Biết sĩ rồi. Sáng đội trường Trân. Thở chung một không khí nó vậy anh ơi. Ok. Tụi em cùng khí quyển hả? Dạ đúng rồi, bọn okay. Em cùng nhau. Nhưng mà em hơi khó thở chút xíu tại vì cái tầng của em nó cao hơn cái tầng của anh. Bạn này là bên tầng Âu chưa anh? Em bên tầng Âu về hả? Em là cả một bầu trời ạ. Nhưng mà thực ra tụi em ơi, vũ trụ có sắp đặt hết. Đã cùng bầu khí quyển là thượng đi một đường thẳng, chúc mừng em. Đội trưởng thiếu Quang Hùng Master đi. Em ráng quá ta. Đây rồi. Dạ. Thấy không? Anh đã nói em là con của chủ tịch rồi, cái bên là anh thấy là nó có cái điểm rồi. Điểm đấy. Điểm hả anh? Điểm rồi. Ôi sao cái hàng này mà ba đội trưởng, cái sao cái hàng này nó mạnh dữ vậy? Cái hàng này nó hay quá. Thế là còn mình em anh ơi, em sao bên này? Bên thú y nó quậy quá. Em sao bên này? Lọt. Đội Đức Phúc. Đội Đức Phúc sang rụp. Đức Phúc sang rụp đây. Ngồi rụp. Thì thực ra em không biết nói gì nữa, là bây giờ thấy kiểu anh em nhắm làm được không, làm được anh chuyển người khác à, không em làm sao được em rung quá vậy, em rung quá mới lần đầu được nó, em có bỡ ngỡ gì không em? Thật ra thì có bị hồi hộp không? Cũng hồi hộp anh ạ. Không, nhưng mà âm nhạc sẽ làm em vui hơn, em bật lên lại không đúng rồi, chuẩn xác bung lên cứng bung lên này, cứng lên nhớ nhá. Em khi mà em bị vào cái chuyện mà bị áp lực á thì em sẽ kiểu bung mạnh mẽ cứng lên. Dạ, đúng rồi. Lần này là lần đầu làm, cũng là lần cuối luôn á. Có cần gì chia sẻ anh không? Nói chung là lần đầu thì dễ top 1 lắm bạn ạ. Ê,
hơn 4 này được. Xuất sắc. Chúng tôi chỉ xài điện thoại của ban tổ chức, không được xài điện thoại cá nhân. Và kể từ giờ phút này, chúng tôi tịch thu điện thoại cá nhân của các anh. Oh my god. Ôi vũ trụ ơi. Đi rồi. Nó bay thôi em ơi. Cáp, em mới ra đời nộp CV đi kìa Quang Hùng làm ơi. Nó bay. Em không bao giờ cầm điện thoại. Em không bao giờ cầm điện Hay thoại. Hay quá, dạ. Sống hoặc không liên quan đến công nghệ hả? Dạ, hay quá. Đi ạ. À. Không sống được ạ. Không sống được đúng không? Dạ. Ráng sống đi em. Không cầm điện thoại. Dạ. Dạ, em gửi, em nộp. Dạ. Đó em ơi, em đừng nhắn tin cầu cứu ai nữa. Em đang coi tin nhắn kia. Không, em đang nhắn tin cho bạn em. Trời ơi, đừng có nghi ngờ nhân sinh quá. Tôi sống một đời liêm khiết mà trời. Nhớ cài bát nha, chứ chúng tôi hay tay máy tay chân lắm ạ. Mà trong đây là cái gì vậy? Có gì không? Píp. Khang ơi. Cái gì vậy? Đúng rồi. Kể cho chị nghe với coi Negip. Cái gì vậy Negip, kể cho mẹ nghe với coi con. Ok, thì xin chào bé Bo nha. Thì anh đây là Hiếu thứ hai và đây là anh Hurricane. Thì nghe nói là Bo ăn rất là nhiều, rất là giỏi. Dạ. Thì chúc Bo sẽ ăn nhiều hơn nữa để cho mẹ Hòa có thể an tâm. Đúng vậy. Cho mẹ Hòa có thể vui vẻ hơn. Đấy. Ăn mau chóng lớn nha. Ăn mau chóng lớn, học giỏi. Nhớ thương mẹ nhiều nha. Bye bye. Chừng nào có cơ hội mình gặp nhau. Nó cầm cây bóng chày vô để mắc cười chết luôn á. Thì đó em nói rồi, kiếm cái bóng chày rider là vui lắm luôn á. Nhìn thấy dơ bóng thấy nhá. Mặt em bây giờ nó cũng hợp nữa chứ. Cầm vali, cầm gợt bóng chày quyết. Ơ à? Ai à? Nó vui lắm luôn á. Nhưng mà phải đi cùng cả Cam sau này. Cam cầm cái mút đi sau. Ok luôn. Đeo kính đen luôn. Ừ. Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Maybe going down, 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 down. Maybe going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Maybe going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Get down now, no one's no more. No. Covered, was gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Maybe going down, 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 down. Maybe going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river. Baby, going down, down, down. Baby,
thought. It's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. But now, no words, no more, no. Cho em tâm thế đúng là mối tình đầu tiên. Yêu không phanh cùng em đi chung bước, nhưng mà sao cứ nhắc lại là sót ở trong bên. Đầu mong manh như lá thiệt cành, như trăng giữa mặt hồ sóng đánh xô nghiêng chẳng thể bền nguyên. Cả đứt đôi tình duyên dưới ánh trăng tàn, chẳng còn những tiếng thở than nhà. Vào đôi mắt sâu này em có tin rằng chúng ta hợp nhau. Thế nên đừng làm quá chán, đừng làm quá chán chuyện gì. Từng lời nói đơn nhẹ nhàng thấm đi, chuyện buồn sẽ đến rồi đi. Đừng hoang mang thêm u sầu nhất thiết cả đầu. Thay vì ngồi đó buồn rầu, hãy mang câu ca này xóa hết mỗi tình đầu. Quá cho anh ta đi rồi. Từng là ngàn câu hứa vội vàng, giờ này người đang nhấp môi ai. Nỗi đau này quá lớn, anh chưa từng vậy thì tại sao. Mỗi tình đầu quá chán, anh cũng tin. Từng là từng ôm gói bên nhau, giờ lại tặng nhau vẽ tương sau. Cho nhanh.
phía chưa. Một hai bước chuyện buồn đã qua. Một hai bước nhìn về phía trước. Một hai bước chuyện buồn đã qua. Một hai bước nhìn về phía chưa. Một hai bước chuyện buồn đã qua. Một hai bước nhìn về phía trước. Một hai bước chuyện buồn đã qua. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9,